xối xa trong đôi mắt nàng, đâu cần phải xấu đâu vì anh biết chắc bao nhiêu là đủ ở trong lòng em, chắc bao nhiêu cho vừa từng khoảng trống cứ thế dần lớn trong em. Mình anh làm sao có thể lắm này phải không, cứ như em chỉ đang cô đơn thôi, một người luôn nói những điều ra dối. Hoạt động vào 2 giờ đêm, anh đang thắc mắc là mình làm gì ngay ở giữa đám đông.